mừng hoan hỷ dạy chúng con để phúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi dẫn Thế Tôn thân vui cả thân cần mình trí chân cúng dân tôn đức là phúc lên cao thượng ở trụ sư Thế Tôn đã làm chân chánh hướng thực tâm là phúc lên cao thượng đã về nghiệp rồi kéo liền hồng tổng nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu thuần bằng sinh thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi lòng là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống pháp hành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con Huệ Ngọc cũng thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2019 dương lịch, cũng là nhằm ngày 30 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi. Ký thức trường Thọ Giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Con kính mời quý Phật tử nằm muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch xin giới. Nam mô Buddhaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang phante tisaratne nasa atang yasaman nagatang uposatang yachama dutiyambi mayang phante tisaratne nasa atang yasaman nagatang uposatang yachama Tatiyambi mayang phante tisaratne nasa'atang yasamman nagatang uposatang yachama. Ngưỡng bạch Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy Phật ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đang chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đang chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đang chánh biên tri. Bụt đàng saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt đàng saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammam saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammam saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammam saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi dhammam saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghaṃ saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi sanghaṃ saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammam saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammam saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanghaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi sanghaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati bata Veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Dinadana Vejamani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya Vairamani Sikha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musavada Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura mera yama chappama dathana vera samani đang sama ijami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura mera yama chappama dathana vechamani sika padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikara phosana Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala pochana ve chamani sika padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha gita vadita visukadasana mala ganthavita epatha antharana mandana vipukutana thana. Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacagita vadita visu kadasana malagan thavile panatha janaman dana vifu sanatana. Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca Siyana Maha Siyana Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Ucca Sayana Maha Sayana Vairamani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Ít mang át thằng gác sắp mạnh nà gác thằng phút thấp bằng nhát thằng úp bộ sát thằng chá rát tình. Ít mang chá di hoa sang sàm mà đê hoa à bê chắc kít tùm sàm mà di hà mi. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposasi valasena iman jaratan iman jadivasang. Sa thu căn katawa atma madena sammarakitambang
Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghi trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Di lê na su ga tận danh ti, di lê na phu ga tham ba đa, di lê na ni po tận danh ti, ta sa ma si la ngươi so kha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung, thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tình thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngương mong Pháp bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành tăng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngương mong Tăng bảo đức lành từ dung. Vato sapa mangalang rakhan su sapa de vata sapa buddha nu pha we na sada so thi phong quanh tư kê. Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa nhamma nu pha we na sada so thi phong quanh tư kê. Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha nu pha we na sada so thi phong quanh tư kê. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thanh lành gần đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Còn kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Cảm ơn người Ngọc. Thưa bây giờ, đến cái phần Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham trên phao thoát mỗi ngày 2 giờ mùa hè Việt Nam thì 8 giờ đến 10 giờ tối.
Tôi tên thì đến 10 giờ sáng, New York thì 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Nigānikāya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng, Dasutara Sutta 10.10, 10 Pháp cần được tác chứng sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy. Bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư thành phần đệ tử Phật, kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học cái bài Mười Pháp Cần Tác Chứng, là cái bài học cuối cùng của Kinh Thập Thượng. Cũng là cái buổi giảng cuối cùng để kết thúc trường giáo trình trường bộ kinh, để qua ngày mai chúng ta bước sang cái giáo trình trung bộ kinh. Hôm nay chúng ta nói về mười pháp cần phải tác chứng, là mười cái vô học pháp, hay là mười pháp bậc vô học bậc A La Hán. Do đó cho nên ở đây, khi mà nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tấn, chánh định, chánh niệm, chánh định, là chúng ta phải hiểu là cái chi pháp này ở trong tâm tứ đạo, và chánh trí ở đây tức là chỉ cho thánh quả. A La Hán, chánh giải thoát á, chỉ cho niết bàn vì đã đắc chứng. Thì như vậy khi mà đề cập đến pháp vô học là chúng ta cần phải hiểu, không giống như là bình thường. Ví dụ chúng ta nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến tức là sự tu tập để từ bỏ tà kiến, vân vân, hay chánh tư duy là tự là phải tu tập để từ bỏ tà tư duy. Nói như vậy thì nó không trở thành vô học pháp, bởi vì cái pháp tánh tự nhiên của bậc A La Hán phải là như vậy. Và trên đây là cái ý nghĩa mà chúng ta cũng cần phải hiểu theo cái khía cạnh của cái đề tài. Và hôm nay trong cái giáo trình cuối cùng, cái bài học cuối cùng của giáo trình, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tân
giảng sư trong ngày hôm nay giảng giải. Và bây giờ thì xin mời cô Khi Ma đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Phật tử Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Kinh Thập Thượng. Đa Sutta Sutta 10.10, 10 pháp cần được tác chứng. Có 10 pháp có nhiều tác dụng. Có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần quý vị đợi chút nha. 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Thế nào là 10 pháp cần được chứng ngộ? 10 vô học pháp, vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh niệm, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học. Pháp sư Giác Giới biên soạn 10 pháp cần tác chứng. Sa-chi Kataba Dhamma, đây là 10 pháp học vô, đây là 10 pháp bậc vô học. Asika Dhamma, một là chánh kiến Sama Đi Thí, hai chánh tư duy Sama Sangka Sap Kapo, ba chánh ngữ Sama Vaka, chánh pháp Sama Gam Mạng Tô, trên năm chánh mạng Sama Ajivo, sáu chánh tinh tấn Sama Vajamo, bảy chánh niệm Sama Sati, tám chánh định Sama Thi, chín chánh trí Sama Nara Nam, tức là trí thánh quả Phalana na, 19 và 19 pháp kháng trí, 10 chánh giác, chánh giải thoát Samavimutti, tức là quả A La Hán. 10 pháp này được gọi là 10 chánh tính Samatha. Chúng con thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Tham Mai. Nam Mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Bình Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học pháp 10 cái pháp cần phải tác chứng. Sachikatapa. Thường đó thì chúng ta được nghe đến
bát chánh đạo rất là nhiều. Bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Bát chánh đạo tức là tám cái nền tảng chánh, chân chánh để đưa đến giác ngộ. Bát thánh đạo có nghĩa là bậc thánh nhờ liễu trì giác ngộ tu tập về tám cái pháp này mà chứng quả vị thánh nhân. Thì thấy thường thì thường thường là chúng ta chỉ nghe giảng bát chánh đạo trên phương diện hiệp thế hay là trên phương diện liên quan với cái thế gian này, với cái phương pháp và cái cách thức để mà tu tập ở trong Phật giáo. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta học đến 10 pháp ngoài cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, thì còn có chánh trí và chánh giải thoát. Thì vì sao mà gọi là ở đây được gọi là chánh kiến vô học? Chánh kiến vô học thì xin thưa quý vị rằng là hả, nói đến chánh kiến vô học thì sẽ có nói đến chánh kiến vô hữu học. Chánh kiến hữu học thì ở đây thì quý vị thấy rằng là liên quan đến những cái trí của những bậc thánh hữu học. Còn chánh kiến mà nó liên quan đến gọi là chánh kiến vô học thì liên quan đến cái tâm tứ quả tứ đạo. Thì đây là một trong có thể nói rằng bát chánh đạo trước tiên đó là nói đến cái chánh kiến vô học. Chánh kiến vô học thì chúng ta rằng bát chánh đạo nếu nói trong di diệu pháp thì thủ bát chi đạo có thể hiệp ở trong tâm thiện dục giới, nhưng mà nó cũng có thể họp ở trong tâm siêu thể, họp ở trong tâm siêu thể. Thì trong tâm siêu thể đó là nó có thể tâm đạo cũng như là tâm quả. Tâm đạo là đoạn trừ, tâm quả là cũng như là xác chứng xác nhận lại những cái thành quả mà của một vị đã thành tựu. Thì trước tiên đó là nói đến cái chánh kiến trước. Chánh kiến ở đây là thấy biết đúng, thấy biết đúng. Ví dụ như là người ta có thể nhìn nhận về một cái trên phương diện nào đó. Thí dụ như trên phương diện luân hồi, trên phương diện nghiệp báo, rồi trên phương diện nhìn về với chính tự nội thân của mình, thì người ta có thể ngộ nhận, người ta có thể sai lầm. Nhưng mà chánh kiến thì ở đây đó phải nói rằng cái việc mà thấy mà liên quan đến năm uẩn này, liên quan đến năm uẩn này. Bởi vì nếu mà mình nói bình thường thì có lẽ là một người mà có chánh kiến thì thấy nhân quả, nghiệp báo, luân hồi cũng là chánh kiến, cũng là chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến mà thấy rõ ở trong cái việc mà soi thấu đối với các uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tử quẩn, hành quẩn và thức quẩn, vị ấy biết thấy rõ, biết rõ. Thì cái việc mà sở dĩ mà người ta bị cái ngã chấp từ ở cái tham ái mà có, khi mà cái chánh kiến sanh khởi lên thì người ta mới thấy rằng là trong các quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là những cái pháp mà gọi là giả học, do nhân duyên mà họ. Ví dụ như nói đến quẩn tức là sự tập hợp của các cái thành phần này. Sắc quẩn cũng vậy,
thọ quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng vậy, thức cũng vậy. Thì cái mà người ta nhận thức đó, đối với một người bình thường thì người ta luôn luôn có cái sự chấp ngã, bởi vì nó liên quan đến là sắc là tôi, hay là tự ngã của tôi, hoặc là của tôi. Cái đó đó nó sinh ra cái ái luyến và cái ngã chấp. Nhưng mà đối với một cái vị mà có chánh kiến, có nghĩa là thấy được cái sự giả hợp của năm quẩn, giả hợp của năm quẩn này. Ngay cả cái sắc quẩn này, ví dụ như mình nói rằng cái thân này là của tôi, nhưng sự thật ra là nó nói trên phương diện nào đó thì không có cái tôi ở trong đó, không có cái tôi nào ở trong đó, mà là sự tập hợp của các cái thành phần. Ví dụ như mình nói rằng sắc của chúng ta, cơ thể của chúng ta là tiêu chuẩn nhất, nền tảng nhất, thì có đất nước lửa gió rồi. Hơi ấm trong cơ thể của chúng ta là lửa. Rồi cái cơ thể của chúng ta có những cái thịt da xương gì đó thì nó là đất. Rồi cơ thể chúng ta có máu, có nước bọt, có nước ở trong cơ thể thì gọi là nước. Và hơi thở của chúng ta lên xuống thì gọi là gió, ra vào cũng là gió. Thì cái mình nói ở đây đó, thì cái sắc quẩn nó là cái sự tập hợp của các cái thành phần đó. Thì còn có những cái sắc khác nữa, nó phụ trợ tạo nên thành cái cơ thể của chúng ta, hay là sắc thân của chúng ta. Thì ở trong mỗi một sắc quẩn của chúng ta đó, không có cái gì gọi là cái tôi ở trong đó. Trong mỗi cái không cái biết, cái thấy, cái nghe, cái mà mình cảm nhận thì cũng không có cái gì là tôi trong đó. Như vậy thì một cái người mà có chánh kiến, tức là thấy rõ được cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình. Bây giờ nói đến tâm, tâm tức là những cái cảm thọ, tâm là cái sự trực nhận biết qua các cái giác quan như sắc, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cái gì mà nó qua các giác quan thì ta gọi là thức, nhãn thức, hoặc là thân thức, hoặc là tỷ thức. Thì cái đó đó, chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta cũng là cái mà để nhận biết thôi. Nó không có cái cảm thọ cũng vậy. Cái cảm thọ này nó không bao giờ mà nó bền bỉ, nó không bao giờ có hoài. Bởi vì ví dụ như mình nói mình buồn, rồi có khi mình vui. Buồn vui đó là lẽ thường. Nó không có cái thực thể gì gọi là tôi, ta trong đó, hay là tôi buồn hay là tôi vui. Sự thật ra là cái cảm thọ của mình thôi, qua cái gì đó. Bởi vì cái cảnh đó, nó có thể từ ngoại cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà có những cái nội tâm của mình, tức là cảnh pháp đó, tức là nội tâm mình cảm nhận về những điều đó. Rồi có khi mình buồn, có khi mình vui, có khi mình thì không có buồn cũng không có vui. Thì cái gì mà có chánh kiến á, có nghĩa là thấy rõ được, để thấy rõ được cái sự sanh diệt của năm quẩn. Và năm quẩn nó là sự tập hợp của các thành phần, chứ không có đơn thuần độc lập vào cái gì mà gọi đó là tôi, hay của tôi, hay là tự ngã của tôi trong đó. Dứt khoát là không có. Nhưng người có chánh kiến là như vậy. Chánh kiến, mà chánh kiến á, quý vị thấy rằng hả, mà nói đến chánh kiến vô học, chánh kiến vô học thì đặc biệt là nói đến cái chánh kiến của một cái bậc mà bậc A-la-hán. Bởi vì hữu học á, thì là những cái bậc thánh mà còn gọi phải phấn đấu, còn có giới hạn, còn có giới hạn, tức là cũng còn có ở trên một phương diện tương đối thôi. Tức là bậc thánh Tu Đà Vờn còn phải tiến lên Tư Đà Hàm, rồi hoặc là A Na Hàm. Nhưng mà bậc thánh vô học á, thì là bậc thánh không còn phải phấn đấu nữa, bởi vì đoạn trừ do cái chánh kiến đó.
cái nói đến tới cái chánh thứ hai nữa, nó là chánh tư duy vô học. Chánh tư duy vô học thì thường đó là cái tư duy của phàm phu thì là tư duy liên quan đến dục, liên quan đến hận và liên quan đến hại. Chúng ta cứ suy nghĩ lại là trong một cái ngày như vậy đó thì tâm của chúng ta luôn luôn bay nhảy, tức là hướng đến dục, hướng hận và hướng đến hại nhiều phần nhiều lại. Nhưng mà tư duy ở con gọi là chánh tư duy đó, chánh tư duy tức là tư duy ly dục rồi, tư duy ly dục. Bởi vì ly dục ở đây đó là bậc duy ly dục mà gọi là bậc A La Hán. Bởi vì đối với một bậc thánh tu đờ vơn thì chúng ta thấy ở trong kinh được biết là các vị thánh cư sĩ đó, họ cũng có thể chứng quả tu đờ vơn, họ cũng có gia đình, cũng có vợ có con. Bậc thánh Tư Đà Hàm cũng vậy. Nhưng mà rồi đó thì bậc thánh A La Hàm thì bậc thánh tam quả thì nó lại là giảm nhẹ đi rồi, coi như là không còn dục nữa. Ở đây đó thì quý vị biết rằng đối với một bậc thánh hữu học là như vậy. Những cái phiền não chưa đoạn tận thì còn phải tu tập phấn đấu để đoạn tận, lần lượt đoạn tận. Thì bậc thánh đó gọi là bậc thánh hữu học. Nhưng mà ở đây gọi là chánh tư duy ở trong một cái bậc vô học, chánh tư duy vô học, tức là đưa đến một cái lậu tận hoàn toàn, không còn tái diễn của đời sống luân hồi nữa, không còn tái diễn đời sống luân hồi nữa, và không còn phải phấn đấu nữa, không còn phấn đấu nỗ lực để thành tựu quả vị tiếp nữa. Cho nên là gọi là bậc thánh vô học. Mà chánh tư duy ở đây á, là chánh tư duy vô học, tức là để cho cái tâm mà ly hết tất cả, đoạn ly hết tất cả các cái phiền não, dục tham sân hận, không có còn nữa, không có còn nữa. Thì cái chánh tư duy vô học đối với một bậc thánh quả, tứ quả nữa, thì điều này rất là quan trọng, quan trọng. Cái người phàm phu thì còn là nghĩ đến dục. Bậc thánh hữu học thì cũng còn chút ít dục, cũng còn chút ít phiền não còn lại. Thí dụ như là năm thượng phần kiết sử đối với bậc A-la-hán mới đoạn tận. Còn đối với bậc năm hạ phần kiết sử thì bậc A-na-hàm là đoạn tận hoàn toàn. Thì những cái phiền não mà còn nào á, phiền não nào mà còn á, thì cái bậc đó chưa có đoạn tận hoàn toàn. Như vậy thì nhìn lại ở trong đối với bậc thánh vô học là bậc thánh mà không còn đoạn tận phiền não nữa. Bởi vì cả cái thượng phần kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, dục ái và sân đó, thì cũng đã đoạn tận rồi. Đó là bậc thánh A-na-hàm, bậc thánh tam quả. Nhưng mà bậc thánh tứ quả thì đoạn trừ luôn cả ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Cho nên vì vậy đó là không còn một chút bận nhơ của phiền não, không còn một chút bị bận nhơ của phiền não. Đó gọi là chánh tư duy. Bởi vì cái tư duy ấy mà người ta nghĩ đến nó, mà nghĩ đối với người phàm phu thì nghĩ đến dục, nghĩ đến hận, nghĩ đến tham, nghĩ đến não hại. Nhưng mà đối với bậc thánh thì ly dục, ly não hại, ly sân hận rồi, không có còn nữa. Cái ở đây đó là không còn, chứ không phải không có những cái đó, không có những cái phiền não nữa. Thì cái chánh tư duy vô học ở đây là như thường thường đó là chúng ta nói rằng bát chánh đạo, thì rõ ràng là bát ở chánh đạo có thể học ở trong tâm thiện hiệp thế, là trên phương diện tu tập. Ví dụ như có tâm thiện tương ương trí, có những tâm thiện không tương ương trí, tức là không có trí. Nhưng mà một người mà tu tập để mà đưa đến chứng ngộ thiền định hay là chứng đạo độ quả đó, cả lúc nào cũng vậy, thì đều là phải có trí ở trong đó, có trí trong đó. Thì chánh tư duy ở đây đó là một trong những cái suy nghĩ để đoạn tận được dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy.
tư duy. Cho nên gọi là chánh tư duy vô học, mà ở đây chỉ cho bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán. Cái chánh thứ ba nữa là chánh ngữ vô học. Thường là mình nói rằng tu tập chánh ngữ, chánh ngữ tức là lời nói chân chánh, lời nói tránh xa ác ngữ, tránh xa ác ngữ, rồi tránh xa nói dối, nói không thật, rồi tránh la nói lời vô ích, hoặc là nói đâm thọc vân vân. Thì cái người mà có chánh ngữ ở trong gọi là vô học thì hoàn toàn là không vì cái lý do gì. Thí dụ như mình có lúc mình tu tập, thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong Di Diệu Pháp có nói đó, là ba cái sở hữu giới phần, ba cái tâm sở giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu mà họp ở trong tâm thiện, họp hiệp thế, trong tâm thiện đại thiện đó, thì nó bất định, nó bất định, nhưng mà nó cũng là không có đồng loạt, nó khác. Bất định là sao? Có khi chúng ta có chánh ngữ nhưng mà chúng ta không có chánh nghiệp và chánh mạng. Có khi chúng ta có chánh mạng mà chúng ta không có chánh nghiệp và chánh ngữ. Có khi thì chúng ta có chánh ngữ mà chúng ta không có chánh nghiệp và chánh mạng, vân vân. Và có khi có và có khi không. Thì trong phương diện tu tập của một vị hành giả tu tập đó, thì quý vị thấy rằng là có khi thì mình lo chuyên chú về định tâm, hay là có khi thì mình tập trung về cái chánh niệm để mà mình ghi nhận, có khi thì mình thực hiện bằng một cái pháp bố thí cúng dường, hoặc có khi mình khởi cái tâm cung kính. Thì lúc nào mà mình có một cái tác ý để mà mình làm cho một cái thiện sự gì đó, cái thiện pháp nào đó, thì cả trong tâm thiện dục giới, thì có khi có cái đó, có khi không. Có khi thì mình chủ tâm mình giữ gìn cái chánh ngữ của mình cho tốt, tức là tránh xa những cái lời nói độc ác, tránh xa những cái lời nói dối, tránh xa những lời nói đâm thọc, hoặc là tránh xa những cái lời nói vô ích. Thì lúc đó mình có chánh ngữ. Nhưng mà ngược lại có khi thì mình cũng mình có chánh ngữ nhưng mình mà lại không có chánh nghiệp, hoặc là mình không có chánh mạng. Có khi thì mình nuôi mạng một cách chân chánh nhưng mà mình là không có chánh ngữ. Thì có nghĩa là sở hữu giới phần á, có nghĩa là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, thì nó nếu hợp ở trong thiện hiệp thế thì nó chỉ bất định và không đồng loạt. Trong khi nó sanh ở trong tâm bậc thánh á, sanh ở trong tâm bậc thánh á, ba cái sở hữu giới phần này mà sanh trong tâm bậc thánh á, thì phải nói là nhất định phải có, nhất định phải có. Vậy đó là giới phần mà. Trong bát chánh đạo thì chánh kiến và chánh tư duy đó thì được xem như là phần tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì đó là phần giới học, phần giới học. Cho nên là bậc thánh tu đầu quần thì chúng ta được biết đó, được nghe, được biết đó, thì bậc thánh tu đầu quần coi như là thanh tịnh về bậc giới rồi, thanh tịnh về giới rồi. Vì vậy cho nên nói chánh ngữ vô học ở đây là chỉ nói là chánh ngữ ở trong tâm của một bậc thánh vô lậu đó, tức là bậc thánh A-la-hán. Thì đó là nói đến cái lời nói chánh ngữ. Rồi nói đến cái chánh thứ ba nữa là chánh thứ tư là chánh nghiệp vô học, tức là cái đời sống của cái việc làm của các cái vị thánh A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng là ngày xưa thì các ngài sống rất là chánh nghiệp và chánh mạng. Thì các ngài chỉ là ôm cái bình bát thôi, là chỉ là các ngài đi khất thực vào buổi sáng sớm, rồi các ngài dùng thực phẩm bằng một cái bát cơm của nhiều người, đàn tính cúng dường. Và các ngài không có hướng vọng về ở ngày mai ra sao, mà cũng không đặt về quá khứ. Có nghĩa là hôm nay các ngài ôm quả bát đi, bình bát đi để mà khất thực, thì cái chúng sanh nào mà có cái duyên lành cúng dường được cho các ngài thì các ngài thọ dụng. Vậy thì với cái phước của người đó họ có, cái người mà họ được cúng dường thì họ sẽ được cái phước rất là thù thắng.
Nhưng mà đối với các ngài thì cũng không có mong cầu về cái chuyện đó. Thì nuôi mạng nó cũng chỉ là một cái bất đắc dĩ để duy trì cái mạng sống này, để tiếp tục tu tập, để tiếp tục cái sự nghiệp mà hoằng dương chánh pháp. Bởi vì chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng sa môn trú ở nơi nào, dân cư chốn ấy biết bao an lành. Tức là sa môn ở đây là chỉ cho các cái bậc thánh, mà bậc thánh ở nơi nào thì cái người dân ở trong thôn lân cận diễn đó họ được cái sự an lành rất là nhiều. Và Đức Phật ngài ví dụ một cái vị mà sa môn mà ôm cái bình bát thì cũng không làm tổn hại ai, không làm tổn hại ai, giống như là loài ong vậy đó, chỉ hút lấy cái nhị hoa thôi, cái khuấn hoa, cái mật hoa thôi, chứ không có làm tổn hại cái sắc sinh của hoa. Cho nên là ví được như là một bậc sa môn, mà bậc sa môn ở đây là chỉ cho bậc thánh. Cho nên là cái chánh nghiệp ở đây là một trong những cái việc làm của các ngài đó. Giống như là ngày nay mình nói rằng một cái vị tu sĩ sống để ráng cố gắng làm sao để có chánh nghiệp, để có chánh nghiệp, tức là những cái việc làm, cái việc gì mà mình có thể nói rằng mình nuôi sống bản thân của mình, thì từ ở cái việc làm của mình là việc làm của một vị tu sĩ. Ví dụ như là công việc hoàn pháp, rồi giảng dạy, rồi là dịch soạn, hay là lo những cái công việc nào mà nó liên quan đến cái việc mà tu tập tạo bồi cái công đức cho chính mình, chứ không có làm những cái nghề nghiệp ở bên ngoài, không có làm những cái nghề nghiệp bên ngoài. Rồi cái chánh thứ hai, chánh thứ năm nữa đó là chỉ cho cái chánh mạng vô học. Chánh mạng vô học thì cái chánh mạng vô học ở đây là nuôi mạng, nuôi mạng đi ở nơi đâu cũng vậy, sự cúng dường của đàn tính, dù là một bát cơm, một chén cơm, hay là một vát canh, hay tất cả các thứ, thì cái đó nó cũng đều là do cái sự nuôi mạng của mình. Cho nên là hồi xưa nhớ đi học mà gọi là học cái phần mà gọi là sa di, những cái pháp tà mạng, như 26 pháp tà mạng như thế nào, cho tranh tre, cho xăm xỉa răng, cho với cái giống như là mình có cái sự mà cho qua cho lại, hay hoặc là giống như là cái sự mà mình đền ơn đáp nghĩa, mình giữ nhà, hay là mình giữ trẻ, hay là mình đưa thư đưa thơ gì đó để giống như người ta trả ơn cho mình. Mình làm cái nghề gì cũng vậy, mà người ta trả ơn cho mình thì cái đó người ta đáp lễ, chứ cũng không hẳn là. Thì cái đời sống chánh mạng ấy, là Đức Phật dạy là để làm sao, để là mình khỏi có phải bị vướng ở trong tà mạng đó. Để chi? Để cái giới hành nghỉ tốt hơn, tốt hơn. Thì cái chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng còn trong tư cổ mục, mà đối với các ngài thì hoàn toàn là những cái sự thanh tịnh, hoàn toàn những sự thanh tịnh. Rồi bây giờ nói đến cái chánh vô học thứ sáu, tức là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn ở đây đó thì quý vị thấy rằng mình làm cái việc chi thì đều có cái sự nỗ lực của nó. Và đối với các cái bậc thánh, đặc biệt là các ngài có cái sự tinh tấn không có mòn mỏi, dù là ở trên phương diện tu tập như thế nào thì các ngài cũng có cái sự tinh tấn đó. Ví dụ như là bây giờ nói rằng có khi đó ở trong tâm khảm của mình nghĩ rằng mình tinh tấn đó, mình tinh tấn. Cái thời gian sau á, đối với một người bình thường của chúng ta đó, thì một thời gian sau vì lý do này lý do nọ mình thối thật, mình nghĩ rằng mình cũng làm cái việc thiện đó rất là nhiều đó,
mình ngồi thiền cũng nhiều, rồi mình tin là mình bố thí cúng dường cũng nhiều, giữ giới cũng nhiều, mình nghĩ là nhiều nhưng mà đâu có nhiều. Tại vì chúng ta cứ cho rằng nhiều cho nên là chúng ta dậm chân tại chỗ, giống như là chúng ta tự mãn với những cái quá trình, những cái công trình của chúng ta làm thì chúng ta dậm chân tại chỗ. Và cuộc tu á, thì quý vị thấy rằng là cái sự nỗ lực một cách liên tục, tức là sự tinh tấn một cách liên tục. Nếu mà không có cái sự tinh tấn một cách liên tục thì làm sao mình vượt qua khỏi những cái chướng ngại, những cái trở ngại của phiền não. Cho nên là đối với cái sự tinh tấn của một bậc vô học, ở đây là mình thấy rằng đối với bậc thánh tam quả thì còn phải phấn đấu để trở thành một bậc thánh vô học, là bậc A-la-hán, hoặc là bậc thánh tư đà A-na-hàm, hoặc bậc thánh tu đầu quần, hoặc là tư đà hàm, bậc nhị quả, vân vân. Thì những cái vị đó đều là còn phải phấn đấu để tu tập tiếp tục nữa, về trên phương diện pháp độ, hay về các cái trên phương diện công đức tu tập của một cái vị hành giả tu tập đó cần phải nỗ lực lên nữa. Nhưng mà ở đây đó là nói đến cái chánh tinh tấn là một cái sự nỗ lực liên tục, không mệt, không có mòn mỏi, không có ngừng nghỉ của một cái bậc mà gọi là vô lậu giải thoát, vô lậu bậc A La Hán, bậc A La Hán. Thì cái chánh tinh tấn á, mình nghĩ như là một cái việc tu tập của mình vậy. Dù là trên phương diện nào đi nữa thì mình cũng thấy rằng là có cái sự chuyển hóa. Khi mà một người có cái sự tinh tấn thì mình sẽ lần lượt chuyển hóa được. Còn nếu như mà mình không có tinh tấn thì không thể nào mà mình làm một cái việc gì mà nó bền bỉ, hay là mình không có vượt qua được. Chính là mình thiếu cái sự tinh tấn. Nhưng mà chánh tinh tấn ở đây đó là chỉ cho cái sự nỗ lực tinh tấn, tinh cần của một bậc A-la-hán. Một bậc A-la-hán. Rồi cái chánh thứ bảy nữa là nói đến cái chánh niệm. Chánh niệm. Chánh niệm thì đó là một trong những cái... Ví dụ như là bây giờ nè. Niệm là một cái sự ghi nhận biết về cái... ví dụ như mình ghi nhận những sự diễn biến của thân và tâm đối với một người có chánh niệm. Thì nhưng mà chánh niệm ở trong cái trên phương diện mà gọi là ở trong cái tâm của một gọi là chánh niệm vô học á, thì như quý vị biết là cái niệm lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, tuệ lực, vân vân, thì trong những cái sức mạnh của ngũ quyền. Sức mạnh của ngũ quyền là tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực đó. Thì những cái sức mạnh đó đó, cái sức mạnh của một cái vị, cái tâm của một cái vị mà A-la-hán ấy, thì cái niệm lực nó mãnh liệt, nó vững chắc, nó vững chắc. Có thể nói rằng là trong kinh mô tả rằng là cái người mà có trầm tĩnh như thế nào, hay là cái người mà có cái đời sống trầm tĩnh hay là dạng dĩ như thế nào, nhưng mà nếu mà mình trước đối diện trước một cái gì đó mà nó khủng khiếp khủng hoảng tới đó mà mình không sợ á, thì cái điều đó nó cũng khó. Giống như chúng ta thấy rằng là trong cái chuyện Tàu mà có nói đến cái chuyện mà Tráng Sĩ Kinh Kha cũng như là một cái người thích khách nữa đó, tức là ở tuổi 13 thôi, tức là chúng tôi nhớ hình như là Tần Vũ Dương hay gì, thì thích khách ông Tần Thủy Hoàng là những cái người đó, là người đó không có tái mặt, không có tái mặt, không có sợ trước những cái gì, họ cũng không sợ, họ giữ một cái sự trầm tĩnh vậy. Nhưng mà rồi đó cũng không thể nào mà nói giống như là so với một cái vị mà luôn luôn có một cái đời sống mà cái chánh niệm, cái chánh niệm nó tốt được, cái sự trầm nó có được,
hay là cái định lực nó có được, không có. Cho nên là đối với cái bậc thánh A-la-hán, dù có núi mà có lỡ trước mặt đi nữa thì cũng không có khiếp sợ, không có khiếp sợ. Cái định lực như vậy. Trong kinh có mô tả rằng có một lần nọ Đức Phật Ngài ngồi ở dưới cặp cái bờ sông, bờ suối, rồi bắt đầu là đoàn, có cái đoàn xe bò mà ngày xưa người ta đi đi buôn ấy, là những cái người thương buôn ấy, ngày xưa là đi đường bộ là người ta thường sử dụng bằng xe bò để người ta chuyển hàng hóa. Rồi, nhưng mà đi qua cái con suối, con sông như vậy, con suối vậy đó, mà đi qua thì dĩ nhiên cái tiếng động nó phải có đó. Cái tiếng động phải có, tiếng động của chân bò, tiếng động của bánh xe bò nó sột sạc ở dưới dòng nước sắp xỉ đó, làm sao không có. Nhưng mà đối với cái định lực của một cái vị mà đã hoàn toàn như vậy thì cũng không hay biết gì, không hay biết gì. Ví dụ như một người mà bình thường đó thì người ta có thể có lúc thì cũng có cái chánh niệm đó, có lúc thì cũng có cái chánh định đó, nhưng mà rồi có lúc cũng bị sao nhãn. Sao nhãn tức là không có ghi nhận và không có trụ tâm vào cái đề mục của mình được nữa. Thì chánh niệm tức là sự ghi nhận đối với cái sự mà không có rời. Hả, mà ngược lại những cái sự mà sao nhãn thì đó là thất niệm chứ không có chánh niệm, hay là có khi đó là tà niệm. Có khi tà niệm khởi lên một cái suy nghĩ nó sai lầm, suy nghĩ nó không đúng thì gọi là tà niệm. Nhưng mà chánh niệm ở đây là cái sự ghi nhận đúng mức của một cái vị mà A-la-hán. Và chánh định cũng vậy, tức là sự trụ tâm trên phương diện đề mục đối với cái vị đó có một cái định lực thật là mạnh. Dù là có núi, có lở hay là có thay đổi, biến đổi gì đi nữa thì cái vị này vẫn vững tâm, không có bị thay đổi. Và cái thứ 9 ở đây, thường thường chúng ta nghe nói đến bát chánh đạo, nhưng mà ở đây là nói đến 10 cái chi pháp, thì ở đây gọi là chánh trí vô học. Chánh trí vô học thì chánh trí vô học ở đây đó là chúng ta cũng hiểu đó là một cái trí của một cái tâm quả, tâm quả của bậc A-la-hán. Thì như chúng ta biết đó là cái tâm đạo là cái tâm mà để sát trừ phiền não. Nó sanh khởi lên đó, thì tùy theo bậc thánh, bậc thánh Tu Đà Quờn thì sát trừ cái phiền não của bậc thánh Tu Đà Quờn. Bậc thánh A-na-hàm thì sát trừ phiền não của bậc thánh A-na-hàm. Nhưng mà bậc thánh A-la-hán thì tâm tứ đạo sanh khởi lên để sát trừ phiền não. Nhưng mà chánh trí vô học ở đây là chỉ cho ở cái trí tuệ của một bậc cái thánh quả, tứ thánh quả, tức là bậc quả vị A-la-hán đấy, quả vị A-la-hán đấy. Bởi vì cái trí đó đó là một trong những cái trí thông suốt, phá vỡ hết tất cả những cái vô minh, hết tất cả cái phiền não, và thấy rõ được cái sự thành tựu và thấy luân hồi là đáng ngán, luân hồi là đáng ngán, đáng sợ. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng chúng ta đọc ở trong cảm thán ngữ, tức là những cái bài kệ mà liên quan đến những cái bậc thánh sau khi các ngài giác ngộ, thì các ngài nói lên những cái lời cảm thán, thường thường là nói lên những cái quá trình sanh tử luân hồi, rồi nhận định đó là sự khổ đau. Rồi bây giờ đó là như là một cái người dựng đứng dậy, vượt ra khỏi những sự ràng buộc. Cho nên là các vị đó thường nói lên những cái lời cảm thán. Giống như là chúng ta nghe ở trong Kinh Pháp Cú có một cái bài kệ mà Đức Phật ngày dạy đó. Ngày nãy là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh, này người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi đã bị phá tan, ruôi mè ngươi đã bị chặt đứt, tâm ta đạt tịch tịnh. Đó là một trong những cái câu pháp cú mà Đức Phật thường nói lên khi mà ngài giác ngộ. Thì bậc thánh cũng vậy,
bậc thánh A La Hán vô lậu vậy, là các ngài đã thấy rõ được là cái căn nguyên gốc cội để đưa đến sanh tử luân hồi, và thấy rõ được cái sự luân hồi là chán ngán, chán ngán. Và khi mà chán ngán như vậy thì các ngài nỗ lực để coi như là các ngài đã đoạn tận hết tất cả các cái phiền não, các ngài không còn những cái sự luân hồi. Cho nên ở đây là thấy cái nguồn gốc sanh tử nó không còn nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đặt nặng gánh nặng, đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì đó là một trong những cái đặc biệt của một cái vị A-la-hán thánh quả, tức là thánh quả. Rồi bây giờ tới cái chánh cuối cùng, đó là chánh giải thoát vô học, chánh giải thoát vô học. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là gọi là giải thoát á, giải thoát thì có nhiều phương diện, có nhiều phương diện, có nhiều phương diện. Nhưng mà giải thoát vô học của một vị A-la-hán ấy, thì có nghĩa là tâm đã hoàn toàn vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não. Giải thoát có nghĩa là mình nghĩ là vượt ra. Nhưng mà những cái sự giải thoát khác á, thì có lẽ là còn những cái sự nó tạm thời là nó không có bị ràng buộc, nhưng mà một thời gian sau thì nó có thể bị cột ra trở lại. Nhưng mà đối với cái sự giải thoát của một bậc A-la-hán á, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một cái nội tâm hoàn toàn là dứt sạch, giống như cái lá sen mà chúng ta dội nước lên trên lá sen, thì nước không bao giờ mà thấm vô cái lá sen đó được. Nếu mà như cái hình dung mà đã từng thấy nước, mà giọt nước mà nằm ở trên cái lá sen nó chảy lăng tăng, mà nếu mà chúng ta để nghiêng là nó đổ xuống luôn, chứ không có dính một chút nào ở trên cái lá sen đó. Thì cũng như vậy, tâm mà hoàn toàn tịch tịnh như là bậc A-la-hán thì các ngài hoàn toàn giải thoát, không còn một chút mà bợn nhơ được tí gì nữa. Và ở đây đó giống như trong kinh Đức Phật ngài ví dụ là giống như cái con thiên nga, trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài ví dụ là con thiên nga đó, nó bay trên hư không như vậy, thì không để lại một cái dấu vết gì ở trên đó, trên hư không, dấu vết ở trên hư không thì không có để lại. Con thiên nga cũng vậy, nó bay trên hư không thì nó thông dong tự tại, nó không có bị một cái, không có để lại một cái dấu vết gì. Thì cũng như vậy, một bậc A-la-hán mà tâm đã hoàn toàn ly hết tất cả các cái phiền não thì tâm hoàn toàn là gọi là giải thoát, mà giải thoát ở đây gọi là giải thoát vô lậu. Như vậy thì ở đây chúng ta phân biệt được hữu lậu là ở trên bát chánh đạo, hay là bát chánh đạo này mà nếu mà sanh đối với lại đối với bậc thánh hữu học thì gọi là bát chánh đạo trên phương diện vô hữu học, hữu học. Nhưng mà trên phương diện vô học là chỉ cho cái sanh ở trong cái tâm của một vị A-la-hán, đặc biệt là đối với bậc A-la-hán quả, các ngài đã đoạn tận hết phiền não, không còn một chút gì nữa. Thì cái bài học hôm nay đó là nói đến 10 cái pháp mà cần phải tác chứng Sacchikatappa Thamma, tức là cái pháp mà cần phải tác chứng. Đây là nói trên cái cơ tánh cũng như là cái sự thành tựu của một vị A-la-hán. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời, và còn thời gian còn lại thì sẽ thỉnh chư tôn đức thảo luận để cho chúng ta hiểu rõ rộng sâu thêm về cái bài học hôm nay. Trước khi dứt lời thì con kính đảnh lễ chư tôn đức, chúc quý ngài thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sao thưa kính trình thượng tọa Pháp Tân, mà thượng tọa tu sĩ thượng tọa có mặt ở trước máy không? Và
nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy xin thỉnh thượng tọa Quan Khỉ, thượng tọa Quan Khỉ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thiếu Sư, mà thượng tọa Thiếu Sư, Phật giáo Đại thừa có một bài kinh rất là nổi tiếng, đó là kinh Viên Giác. Ở trong kinh Viên Giác thì quan niệm rằng đạt đến cái trình độ Viên Giác có nghĩa là một vị đoạn tận hoàn toàn ngã chấp và pháp chấp. Và trong cái định nghĩa Phật giáo Đại thừa thì chư Phật á, chánh đẳng chánh giác mới thực sự là đoạn tận cả ngã chấp và pháp chấp. Còn chư vị A La Hán Thanh Văn á, thì tuy đoạn tận toàn ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp. Như trường hợp ở đây nói về 10 cái pháp gọi là vô học, chánh kiến vô học, chánh tư duy, chánh ngữ v.v. Thì tôi có thể giải thích rằng chư vị A-la-hán còn có 10 pháp vô học này á, thì còn có thể gọi là pháp chấp hay không? Xin kính thỉnh thượng tọa Thiếu Sư. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch trường Tùng Đức, kính thưa quý vị, thực ra thì mình là ai, mà lại có thể nhận xét về các bậc A-la-hán? Chúng tôi không có đồng tình với cái quan điểm của Phật giáo Đại thừa như vậy, không có quan điểm gì. Trong khi họ vẫn còn là phàm phu, dù cho các vị tổ đi nữa, bởi vì nếu là bậc thánh A-la-hán với A-la-hán thì các vị sẽ không bao giờ nói như vậy, các vị sẽ không bao giờ bình luận mà nói như vậy hay viết ra như vậy. Còn cái này là phàm phu, cái gọi là những vị tổ họ nói chuyện, họ viết lách để họ nhận xét, họ phê phán, thì chúng tôi không có đồng cái quan điểm đó. Nào là cái gì tuy đoạn tận ngã chấp nhưng còn pháp chấp, chính vì họ cứ nghĩ là họ phá chấp, cho nên cái phá chấp nó đồng nghĩa với phá giới. Làm sao mà gọi là phá chấp được trong khi còn là phần phụ? Cho nên cứ nhận xét là vị A-la-hán mặc dù đã đoạn tận cái chấp này nhưng mà còn chấp khác, cái đó là một cái điều hết sức là sai lầm. Cái đó là hết sức là sai lầm. Ở đây kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói cái vấn đề này thì chúng ta cũng nói thêm là mà thưa tòa Thiếu Sư, trong room không còn nghe được nữa, xin thỉnh thưa tòa Thiếu Sư hãy cầm mic lại. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Ở đây thưa quý vị, đó là một việc mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cái việc đầu tiên là như vậy, chúng ta không phải là bậc A-la-hán thì chúng ta đừng có nhận xét vị A-la-hán. Trong Thanh Tịnh Đạo có nói như thế này: bậc thánh thấp không thể biết được cái hành trạng của bậc thánh cao. Như Tu Đà Quần thì không thể biết được cái hành trạng của bậc Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm thì không biết hành trạng bậc A-la-hàm. A-la-hàm không biết hành trạng của bậc A-la-hán. Một vị A-la-hán thinh văn thì không biết hành trạng của chư Phật Độc Giác. Mà chư Phật Độc Giác thì không biết được hành trạng của Chánh Đẳng Giác. Như vậy thì làm sao phàm phu của chúng ta khi mà chưa đi vào dòng thánh nhất, thánh thức, mà chúng ta có thể là nhận xét về cái vị A-la-hán? Hôm qua là ở bên Đại Thừa, nếu mà họ có tôn sùng là họ tôn sùng Đức Phật, cái đó là tôn sùng Bồ Tát thôi. Nhưng mà họ rất là coi thường vị A-la-hán thinh văn. Không biết họ là cái gì mà họ coi thường bậc A-la-hán thinh văn. Chúng tôi nói cho quý vị biết là ngay cả như Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, ngài cũng vị A-la-hán. Chúng ta nói Itimiso Phakawa A-ra-hán, chứ A-ra-hán là A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán có ba, là A-la-hán toàn giác, là tự mình ngộ lấy, tự mình chứng ngộ chân lý và có khả năng giảng dạy chân lý đó cho chúng sinh, gọi là bậc toàn giác, A-la-hán toàn giác. Còn A-la-hán độc giác á, tức là vị đó có khả năng tự mình chứng ngộ chân lý nhưng mà không có dạy ai hết. Còn A-la-hán thinh văn, vị này chứng ngộ chân lý là do nhờ nương vào cái sự nương vào giáo pháp của bậc toàn giác, tức là nhờ nghe pháp của bậc toàn giác mà vị đã thực hành và chứng được quả A-la-hán. Dù A-la-hán độc giác, toàn giác, độc giác, thinh văn đi nữa thì các vị đều đoạn trừ lậu hoặc phiền não giống nhau. Đoạn trừ lậu hoặc hết, không còn sót cái gì hết trơn. Không còn sót cái gì hết. Nếu mà nói còn sót cái đó, mặc dù đoạn trừ cái này nhưng mà còn sót cái kia thì như vậy vị đó làm sao mà gọi là bậc đã lậu tận được? Làm sao mà vị đó được khát sát an tăng cơ tí, là đoạn tận khổ đau được? Cho nên cái từ gọi là chấp đó, chúng tôi không muốn xài đối với vị A-la-hán bất cứ trường hợp nào. Còn bây giờ chúng ta nói là vị A-la-hán mặc dù đoạn tận ngã chấp nhưng mà vẫn còn cái pháp chấp. Hỏi pháp chấp là cái gì? Ai giải thích cái chữ pháp chấp là cái gì? Đối với thiện pháp thì không gọi là pháp chấp, bởi vì chấp đó là nó còn cái phạm trù của tà kiến. Hãy gọi là chấp là còn phạm trù của tà kiến. Chấp tức là còn có cái sự, cái định kiến cố thủ. Thiện pháp đã là không còn, không còn được gọi là pháp chấp. Đừng nói chia vị A-la-hán là ngài đã từ bỏ cả điều thiện luôn, vượt qua điều thiện luôn. Bởi vì khi nào còn là hạng phàm phu, còn là bậc hữu học, chưa có được đạt đến bờ bên kia đáo bị ngạn được an toàn, tức là chưa có đạt đến sự giải thoát đó, thì phải nhờ đến thiện pháp như là một chiếc bè.
Nhưng mà khi đã sang sông, đã qua bờ bên kia rồi, lên bờ an toàn rồi thì phải bỏ bè. Cho nên Pháp Cung Kinh Đức Phật đã nói rằng vượt cả hai, từ bỏ cả hai thiện và ác, Như Lai gọi là Bà La Môn. Chữ Bà La Môn trong câu Pháp Cú có nghĩa là vị A-la-hán. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì cái mà chúng ta gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh vị, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là những tâm sở, những cái thuộc tính, nó thuộc về chi đạo và nó hiệp trong cái tâm thánh đạo, thánh quả siêu thế. Chứ cái đó không gọi là hành trì giới định tuệ, hành trì bát chánh đạo. A-la-hán còn hành trì cái gì nữa? Ngài là bậc vô học rồi. Chỉ xích khách tí, tức là cái sự học tập, nghĩa là còn phải có sự luyện tập. Chữ xích khách tí là xê khát. Nếu danh từ chỉ là bậc xê khát, bậc xê khô, tức là cái bậc hữu học, phàm phu như mình ở đây đó, là chưa được gọi là bậc xê khát hữu học nữa, đừng nói chi là bậc a xê khát. A xê khô là bậc vô học. Đã gọi là bậc vô học thì không còn cái sự hành trì thiện pháp cái gì cả. Do đó cho nên cái quan điểm mà nói rằng vì A-la-hán thinh văn còn pháp chất vì còn hành trì với định tuệ, đó là nói xin lỗi quý vị, cái đó là người dốt mới nói như vậy. Nói mâu thuẫn đoạn đầu, mâu thuẫn đoạn giữa, mâu thuẫn đoạn cuối. Đã mấy vị đó thường nói là tam vô lậu học, thường hay nói giới định tuệ là tam vô lậu học. Họ dùng từ rất là tiêu, nhưng mà thật ra thì mấy người mà học dốt, dốt xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ như thế quý, nói cho dữ vậy chứ họ không hiểu hết á. Khi mà chúng tôi đi dạy ở học viện, chúng tôi gặp mấy cái đó là chúng tôi phủ nhận liền. Chúng tôi nói biết thì thốt, không biết dựa cột mà nghe. Chứ dùng cái từ kêu quá đến chừng kêu to, thùng rỗng mà kêu to đến chừng người ta hỏi ra thì ngồi bí, trả lời trật vuột, thì cái trường hợp đó là thất bại lắm. Không nên, chúng ta không nên gì. Trở lại vấn đề chúng tôi nói là bậc A-la-hán, Ngài không có hành trì, không có còn hành trì giới định tuệ. Nếu còn hành trì giới định tuệ không gọi là bậc vô học, A-si-phụ. Và vì rằng không còn cái sự hành trì giới định tuệ, Ngài đã thành tựu việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống rồi, thì làm sao mà gọi là Ngài còn cái pháp chất. Cho nên trong trường hợp đó các vị đó, bây giờ quý vị nên xem ở trong, họ nói vẫn nhìn nhận rằng Vichacharana Sambandho là minh hạnh túc. Bởi vì Đại Thừa vẫn nhìn nhận rằng Đức Thế Tôn Phật ưng cúng chánh biên tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải. Mà hỏi vậy minh hạnh túc là cái gì? Họ hiểu không? Chưa chắc họ hiểu. Chúng tôi bảo đảm cái là họ không hiểu minh hạnh túc là cái gì hết. Trong khi đó đó, thì mười trong cái minh hạnh túc đó, minh là ba minh hay là bát minh, nhưng mà cái hạnh đó là ngày bậc đầy đủ minh và hạnh. Cái hạnh ở đây là Đức Phật Ngài có 15 hạnh: Sila Sambandha
là cụ túc giới, Indriyas Sanghara là thu thúc lục căn, Phu Chân Nát Mata Yuta là tiết độ ẩm thực, ngài luôn luôn tiết độ ẩm thực, Chagat Ariya Duyugu là ngài tỉnh thức luôn khi, Sattho ngài có đức tin, Hiriva có lòng tàm, Atopi có lòng quý, Vahusto là đa văn, Arathat Viriyo là tinh cần, Upatitatis Sati là có trú niệm, an trú niệm, Bình Nhân Qua là có trí tuệ, Machana là ngài có sơ thiền, Dutiyachana có nhị thiền, Tatiyachana là có tam thiền, và cho Chotuthachana là có tứ thiền. Tứ thiền ở đây tức là ngũ thiền của vị pháp đó. Tứ thiền sắc giới và vô sắc giới luôn đó. Nếu mà chúng ta dựa vào đây đó thì chắc không chừng mấy vị đó nói là Đức Phật, mặc dù nói bậc giác ngộ nhưng ngài còn cái pháp chấp, tại vì ngài có những cái thiện pháp này nè, ngài có những cái pháp này như là đa văn, tinh cần, chánh niệm, trí tuệ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có tạm, có quý, có giới, tu thúc lục căn. Vậy nói ngài, vì ngài còn tu tập 15 cái pháp này đó, cho nên ngài còn cái pháp chắc. Nói như vậy không đi địa ngục cũng uổng. Chúng ta cần phải có cái niềm tin tuyệt đối đối với bậc giác ngộ, tuyệt đối. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu có điều gì hơi mạnh miệng chút xíu, mạo phạm chút xíu, cũng mong quý vị quan hỷ lượng thứ cho. Nam Mô Bụt Thầy. Sao thưa, kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư, và Thượng Tọa Thiền Sư nãy Thượng Tọa có nhắc lại chánh pháp như chiếc bè, và chúng ta cũng có cái câu Phật ngôn tiếp sau đó là chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Thì ở đây có điều mà quý Phật tử đôi khi rất là khó hình dung được, là khi mà chúng ta nói về pháp vô ký, hay là chúng ta nói về cái tâm tố, tâm duy tắc của bậc A La Hán, tại sao chư vị A La Hán vẫn có thể làm những việc ở đây như là sống với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhưng mà nó lại là vô ký, gọi là di tác. Thì tôi có thể giải thích thêm một ít về điểm này không? Kính thỉnh thưa tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Chúng ta nên hiểu rằng không nhất thiết phải là tu tập từ bỏ cái tà kiến mới có chánh kiến, hay là tu tập từ bỏ tà tư duy mới có chánh tư duy. Cái đó là đối với phàm phu chúng ta kìa. Thì khi mà chúng ta có được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì cái đó nó thuộc về thiện pháp. Còn đối với bậc A La Hán, bậc giải thoát, 10 cái pháp này, từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến cái chánh trí, chánh giải thoát, 10 cái pháp này còn gọi là Samatha, tức là chánh tánh. Tri kiến của bậc A La Hán, cái tri kiến đó phải là chánh chứ không có tà được.
Ngài đã đạt đến cái mức độ là thuần thục viên mãn, không cần phải tập khó chánh kiến, mà Ngài có chánh kiến sẵn. Tại chúng ta nghe từ chánh kiến chúng ta nghĩ rằng mình cũng tu tập chánh kiến vì A-la-hán, gọi là có chánh kiến. Mình tưởng vậy, cũng giống như một em bé, nó ngây thơ lắm, nó về nó đọc ABC, nó đánh giật nè, đọc mẫu từ ABC. Thì nó nghe người lớn nói chuyện với ba của nó, cha của nó, người lớn nói chuyện nhau mà toàn là dân học thức không. Khi mà nói đến cái gì đó, họ cũng hay dùng cái mẫu tự à, điểm A, điểm B, A cộng B, B, C, v.v. Nó nghe cái thoáng thoáng A, B đó, cái nói ồ vậy cha mình với mấy bác kia cũng mới có học chữ ABC thôi, mình cũng học ABC vậy. Quý vị thấy chết vậy chưa? Cái đó là cái nhìn của nít. Vị A-la-hán thành tựu 10 vô học chánh tánh, thì đó không phải là chiếc bè để mà bỏ. Chiếc bè mà ám chỉ ở đây đó, một là giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật nói ta thuyết chánh pháp như là chiếc bè, là bởi vì thuyết để thực hành, đi vào cái đường lối đó đạt đến sự giải thoát thôi, chứ còn đem giáo pháp của ta để ra làm cái đề tài mà tranh luận bàn cãi với nhau là chúng ta chấp vào chiếc bè để giữ chiếc bè đó. Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng, nhưng mà tại chúng ta khư khư ôm chiếc bè, chúng ta ôm kinh điển, ôm cái tri kiến, cái tri thức của mình, tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học, để rồi chúng ta luôn luôn vô cực nói rằng mình là mình nắm giữ giáo pháp. Đức Phật à, không có chấp nhận, không có nhìn nhận ai nắm giữ giáo pháp. Như Lai cũng không có bàn tay nắm giữ, Ngài thuyết pháp không có bàn tay nắm giữ, Ngài thuyết pháp như chiếc bè. Bây giờ mình đang trôi nổi trên biển cả, nương vào chánh pháp để mà tự tu tập. Nhưng mà chánh pháp đó chúng ta phải hiểu, nương chánh pháp là nương cái gì? Phàm phu chúng ta là nương vào thiện pháp mà Đức Phật Ngài thuyết. Giáo lý của Ngài là chư gác mà tác chúng thiện phụng hành tự tình kỹ, tích chư Phật giáo, không làm các điều ớt, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Thì chúng ta nương vào cái giáo pháp bằng ba cái lời dạy đó mà chúng ta thực hành. Đó gọi là nương chiếc bè. Mà nương bè để làm gì? Nương bè để mình qua cái sông bể khổ. Đến chừng mình đã qua đến bờ bên kia rồi thì chúng ta bỏ bè. Cái đó là chúng ta nói về ví dụ về chiếc bè. Bỏ bè là bỏ như vậy, tức là qua bên kia rồi á, thì bây giờ cái chuyện không còn phải thực hành nữa. Nhưng mà cái pháp tánh của vị A-la-hán nó đã chân chính như vậy rồi, thì tại vì chúng ta dùng cái từ, cái danh từ chúng ta gọi để cho hiểu, gọi để cho hiểu, nào là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chúng ta dùng từ đó. Dùng từ tục đế chúng ta nói, chúng ta tưởng lầm. Khi Đức Phật Ngài dùng từ đó để Ngài chỉ cho cái pháp tánh của vị A-la-hán, 10 cái vô học chánh tánh, thì khi mà Ngài dùng cái từ đó, Ngài không có nghĩ rằng là vị A-la-hán còn phải nương vào chiếc bè này, nương vào chiếc bè chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, công vật. Không còn. Tại vì cái pháp tánh của Ngài đã đạt đến cái mức độ đó,
cái sở hành của Ngài bao giờ cũng là cái thân nghiệp chân chánh, thân nghiệp thanh tịnh, mà chúng ta gọi chánh nghiệp. Cái khẩu hành của Ngài bao giờ cũng thanh tịnh, chúng ta gọi là chánh ngữ. Cái sự nuôi mạng của Ngài bao giờ cũng thanh tịnh, cho nên gọi là chánh mạng, vân vân. Thì chúng ta cứ vậy. Thành thử ra chúng ta cần phải hiểu rằng mười vô học chánh tánh được gọi là pháp vũ khí, bởi vì nó vượt ngoài cái phạm trù thiện ác, nhưng mà nó vẫn là pháp tịnh hảo Sufana. Còn cái câu Phật ngôn mà chánh pháp như chiếc bè đó, tức là thiện pháp còn phải bỏ huống hồ bất thiện pháp, thì cái đó là chúng ta nói đến cái phương tiện mà chúng ta tu tập này. Bây giờ chúng ta gọi là người bệnh, nếu mà bữa nào không uống thuốc đó, như chẳng hạn như chúng tôi ngày nào không uống thuốc thì bắt đầu được cái dấu hiệu đường nó tăng, đường huyết nó tăng, rồi nó làm mệt, rồi nó khó chịu, cho nên ngày nào cũng phải uống thuốc. Uống thuốc vô thì nó mới hạ đường, nó mới dễ chịu thoải mái. Thì như vậy thuốc ở đây giống như là thiện pháp, thì phàm phu chúng ta giống như bệnh nhân vậy đó, phải uống thuốc. Nhưng mà người mà khỏe mạnh rồi thì nói là khỏe, cái chúng ta nghĩ ủa, người đó khỏe vậy là người đó mỗi ngày cũng phải mỗi uống thuốc như mình sao? Không phải. Người ta khỏe là người ta không có bệnh. Còn chúng ta khỏe là vì chúng ta nhờ uống thuốc, cho nên nó giảm đường, vân vân. Cho nên hai cái trạng thái khỏe khác nhau. Hai cái gọi là chánh kiến vô học với chánh kiến của chúng ta là khác nhau. Chánh kiến của chúng ta tức là giống như thuốc trị bệnh, hay là giống như chiếc bè dùng để qua sông, qua kia phải bỏ. Khi nào chúng ta uống thuốc mà bác sĩ họ nói là bây giờ đường nó ổn rồi đó, nó ổn định rồi, thôi bây giờ ngưng không uống thuốc. Nhưng mà với một người quanh năm suốt tháng không có bị bệnh thì bây giờ họ kêu họ bỏ cái gì? Sức khỏe họ đã tốt sẵn. Cho nên chúng ta phải như vậy đó. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Vô Nặng vậy. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Thích Siêu. Và Thượng Tọa Thích Siêu xin được hỏi Thượng Tọa câu sau cùng để rồi sau đó sẽ Thượng Tọa đi nghỉ. Và Thượng Tọa Thích Siêu, mấy hôm nay á, chúng ta nói rất là nhiều về 10 cái chánh tánh và 10 cái bất thiện tánh. Tức là chúng ta nói về chánh ngữ, chánh kiến, tà kiến, chánh tư duy, tà tư duy, chánh ngữ, tà ngữ, vân vân. Thì mà Thượng Tọa Thích Siêu là những cái pháp chánh tánh này đó, nếu mà mình hiểu nó như là những cái chuẩn mực về đạo đức học Phật giáo, chúng ta hiểu về được không? Tại vì có nhiều người giải thích rằng đạo đức học Phật giáo dựa trên ngũ giới, nhưng mà theo Thượng Tọa Thích Siêu thấy đó, khi mà nói về cái căn bản của đạo đức đó, thì ngũ giới có đủ không? Hay là khi mà chúng ta cần nêu lên 10 cái chánh tánh này, xin kính thưa Thượng Tọa Thích Siêu quan khi trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị, cái danh từ gọi là đạo đức học ở đời thế gian Pháp họ có cái môn đạo đức học. Và cái môn đạo đức học đó cũng do cái người phàm, người thế gian họ sáng tác, họ chế tác ra cái môn học. Cho nên cái nhìn của họ đó, đạo đức học là gì?
người khác thì đạo đức học là thế kia, cứ thế này thế kia, cuối cùng thì họ không có ngã ngũ khoanh vùng ở đâu cho nó rõ đạo đức học là cái gì. Nhưng mà chúng ta nói cách chung chung thì đạo đức học tức là dạy cái cách để cho người trở nên tốt, người ta bây giờ là còn có cái khẩu hiệu là người lái xe an toàn là đạo đức của người tài xế. Thì thưa quý vị, tùy theo cái khía cạnh, tùy theo cái lĩnh vực, ta muốn nói đạo đức kiểu nào cũng được. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta trở lại một cái ý nghĩa đặc biệt của cái gọi là đạo đức học trong Phật pháp. Chúng ta muốn nói cái pháp nào cũng được. Một người không làm các cái việc ác, Đức Phật dạy không làm các việc ác, đó cũng là cái đạo đức học. Thực hiện các việc lành, đó cũng đạo đức học. Cao hơn chút xíu nữa là Đức Phật hay dạy để thanh lọc tâm, thanh lọc nội tâm, nghĩa là làm cho tâm được trong sạch. Cái đó là đạo đức học cao nhất. Thì chúng ta thấy ở trong 10 cái chánh tánh đó, trong đó có giới, có định, có tuệ. Và tất nhiên khi nói đến giới thì nó có nhiều loại giới, giới của người cư sĩ và giới bậc xuất gia. Đạo đức học của người cư sĩ hay đạo đức học của bậc xuất gia thì cái đó tùy theo loại giới. Rồi định, khi mà đạt đến cái trạng thái cận định hay an chỉ định, định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, định ngũ thiền, cái nào cũng được, nhưng mà có thấp có cao thôi. Cái nào cũng là tối thiểu sơ định cũng là giảm trừ năm cái triền cái, khống chế được năm triền cái. Rồi đạt đến cái trạng thái cao hơn nữa là đi đến cái chỗ là hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối. Bởi vì nếu mà cái đạo đức của con người chỉ là cái chữ kiềm chế bản thân, điều phục bản thân, không có đánh đập, không có hà hiếp, không có mắng nhiếc chửi rủa người khác, không có tranh cãi, vân vân, thì xã hội họ xem cái đó là cái đạo đức. Nhưng mà thưa quý vị, hễ mà còn có cái sự gọi là chế ngự bản thân, mai mốt nó khùng lên cái là tham sân si nó khởi lên, nó khùng, nó không chế ngự nữa thì bắt đầu đánh nhau. Cho nên cái đạo đức đó đó là chỉ nhất thời, nó chưa phải là tuyệt đối. Mà đạo Phật thì Đức Phật là dạy đi đến cái chỗ đạo đức tuyệt đối, tức là trở thành cái bậc vô lậu hay là bậc lậu tận, là không có các cái lậu hoặc phiền não chi phối, trở thành bậc thanh tịnh tuyệt đối như là một viên ngọc trong sáng rắn chắc.
không còn bị ô nhiễm, thì cái đó là đạo đức tối cao. Thì ở trong bát chánh đạo chúng ta thấy rõ ràng là trong cái giai đoạn đầu với định tuệ đó, thì trong thế giới định tuệ đó là cái đạo đức là chuẩn bị giới, là cái đạo đức học của Phật giáo mà dạy cái bước đầu bước sơ cơ, rồi đến chỗ là tâm yên lặng là định, gọi là tăng thượng tâm, a thi chí tắc, tâm yên lặng, biết yên lặng, không để cho những cái dục vọng, những cái sân hận nó chi phối, nó ám ảnh. Thì như vậy cái đạo đức học này cao hơn chút. Nhưng mà đạt đến định rồi, nhưng mà đối với những cái tánh xấu, tức là phiền não đó, những cái tánh xấu đó, những cái tật xấu đó, chỉ mới vừa đè nén như đá đè cỏ thôi, tức là tu thiền định đó, thì cũng chưa phải là tuyệt, không phải là tuyệt đối được. Mai mốt mà lăn tảng đá đi thì khó một lần. Do đó phải đạt đến cái đỉnh cao là đạt đến cái trí tuệ minh sát, làm sao để mà đoạn trừ tuyệt gốc những cái phiền não, những ác bất thiện pháp đó. Thì ở đây chúng ta có chánh trí trên giải thoát, chánh trí trên giải thoát. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng 10 chánh tánh này cần được nhận thức là cái chuẩn mực cao nhất của đạo đức học trong Phật pháp, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thỉnh, thỉnh tọa cho siêu đi nghỉ. Thì tọa pháp tinh, thì pháp tinh có ở trước máy và thì tọa pháp tinh có nghe được không? Nếu thì tọa pháp tinh nghe được, xin chính thì tọa pháp tinh trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thì tọa pháp tinh, thì tọa có mặt ở trước máy và thì tọa có nghe được không? Dạ, thì tọa pháp tinh chúng ta có thường nghe cái cụm từ là giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, ở đoạn giữa và ở đoạn cuối, hay là giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đó. Thì khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Cái tỉnh thì là quan hệ giảng rõ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào đại chúng ở trong rừng. Theo con nghĩ là cái có cái câu trong kinh thì gọi là giáo pháp có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Thì theo con nghĩ rằng trước nhất đó là con hiểu rằng lời dạy của Đức Phật thì nó mang tính hoàn hảo, toàn hảo. Vì dù là như là một trong những cái điều mà gọi là bốn cái điều vô sở ngày, điều mà Đức Phật ngài không có sợ thế gian chê trách ngài là chưa có giác ngộ, chưa đoạn tận phiền não, và những cái pháp của ngài mà đã giảng ra rồi đó thì cũng không ai nói là cái điều đó ngài tuyên bố là bất thiện, là ô nhiễm. Thì cái điều đó nó là bất thiện, ô nhiễm. Rồi cái chỗ mà ngài dạy về sự giải thoát đó, dạy về sự giải thoát đó, thì điều mà ngài tuyên bố thì không ai chối cãi cái điều đó. Thì con nghĩ rằng cái lời dạy của ngài đó thì không có ai mà có thể chỉ trích cái lời dạy của ngài.
Cái thứ hai con hiểu là cái giáo pháp của Đức Phật á, thì gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện á, thì mình biết rằng cái tiến trình tu tập của các cái bậc thánh giả đó, thì bậc thánh Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đó, thì đó là những vị đệ tử của Đức Phật, mà những vị này là y theo chánh giáo để thực hành qua những gì mà được Đức Phật ngài dạy. Cho nên cái việc mà Đức Phật ngài dạy là những cái sự chứng đắc thành tựu của chính ngài, bằng những cái sự trải nghiệm của chính ngài, rồi ngài truyền đạt lại cho những cái hàng đệ tử mà các cái bậc thánh giả sau này đó, thì các ngài thành tựu quả vị thánh nhân đó, cũng nhờ là y theo cái lời dạy của Đức Phật mà các vị đó, như là mình được nghe ở trong kinh, là không phải gì do nghe, do tin ai, mà tự là các ngài giác ngộ những điều đó qua cái thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên đối với các cái bậc thánh, khi nói đến các bậc thánh từ ở cái giai đoạn cái người phàm phu mà chuyển sang bậc thánh Tu Đà Vờn đó, vào bước vào cái dòng thánh giả, tức là bậc thánh, thì chúng ta thấy rằng là cái vị đó cũng đã thành tựu, đã thấy được cái niết bàn, mặc dù là thấy nó không phải là hoàn toàn rốt ráo, nhưng mà các ngài đã thấy cũng như là những cái ánh sáng xa ở chân trời, nhưng mà điều đó đã thấy được, tức là do thanh lọc được phiền não, tạm thời đoạn trừ, coi như là hoàn toàn đoạn trừ ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó. Cho nên là các cái bậc này đó là cái bậc mà khi đã đoạn tận những cái phiền não đó thì bước vào dòng thánh. Mà bước vào dòng thánh thì chúng ta thấy rằng là bậc thánh Tu Đà Vờn thì dường như là một trong những cái giới của các vị ấy được tốt, thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh do rằng cái về cái chấp về thân kiến hay là hoài nghi, gọi là cái phương pháp mình hành trì sai lệch nó không có nữa đó. Cho nên là các vị ấy là khó, vĩnh viễn là không có xa đọa vào bốn đường ác đạo, do giới được thanh tịnh, do giới được thanh tịnh. Cho nên bậc Tu Đà Vờn dù sống ở đâu đi nữa, như thế nào đi nữa, thì các ngài cũng có được một cái giới thanh tịnh, như là mình được xem, được biết ở trong cái thất thánh sản của bậc thánh, tức là tính, giới, tàm, quý, văn, tuệ, thí. Thì tất cả những cái pháp đó, đó là xem như là cái bậc bậc thánh đó, đã thực hành những cái pháp đó. Những cái pháp đó như là một cái tài sản quý của bậc thánh, và bậc thánh đã thường xuyên siêng thực hành những cái pháp đó, cho nên được gọi là tài sản của bậc thánh. Đó thất thánh sản đó, thì con nghĩ rằng đối với bậc thánh Tu Đà Vờn thì vị ấy là thanh tịnh về giới, mà giáo pháp của Đức Phật ấy, là có thể là giảng dạy để người những cái vị hành giả thực hành để hoàn thiện về mình trên phương diện về giới, trên phương diện về giới. Đó là con hiểu rằng cái giáo pháp của Đức Phật á, là gọi là sơ thiện, là có nghĩa là hoàn thiện về giới, hoàn thiện về giới. Đối với bậc thánh Tam Quả thì cái việc mà vị ấy đoạn trừ được hai sự kế tiếp là dục ái và sân, cho nên là vị đó gọi là bất lai, tức là không có tái sanh lại cõi dục nữa. Vị đó tiếp tục tu tập nữa ở một cảnh giới, ở một cái cõi, theo con được biết là các cái cõi như là tịnh cư, thì các ngài là sẽ tiếp tục tu tập nữa để đến khi nào mà chứng quả vị A La Hán vô sanh. Thì ở đây đó thì đối với các cái bậc thánh Tam Quả thì
vì ấy thành tựu về định, thành tựu về định, mà định được hoàn thiện, định được hoàn thiện. Về như vậy thì định được hoàn thiện thì ở đây được nói đến cái việc mà giáo pháp của Đức Phật được giảng dạy là gọi là trung thiện, trung thiện. Rồi cuối cùng thì A-la-hán thì sau khi đoạn tận những cái phiền não hoàn toàn, không còn một chút bợn nhơ của phiền não nữa, thì không có còn những điều đó, không có còn những cái phiền não nữa. Cho nên có thể nói rằng vị ấy sanh đã tận. Thường thường được nghe trong kinh là gọi là bậc sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa, trạng thái sanh luân hồi nữa. Vì vậy cho nên là đối với bậc thánh A-la-hán thì cái trí tuệ của các ngài là nếu đã cần sanh thì đã sanh đầy đủ, sanh cái trí tuệ để đoạn tận phiền não, cắt đứt hết những cái phiền não. Và cái trí tuệ của một bậc vô lậu, cái trí tuệ của bậc vô lậu là chỉ cho cái bậc A-la-hán đó, bậc A-la-hán. Cho nên là có thể nói là giống như là nói rằng cái giáo pháp của Đức Phật là đi trên cái con đường phạm này, con đường phạm hành này, có nghĩa là thực hành giới được viên mãn, thực hành định được viên mãn, thực hành tuệ được viên mãn. Thì để viên mãn cả giới định tuệ như vậy thì có gọi là sơ trung và hậu thiện, sơ trung hậu thiện. Thì giáo pháp của Đức Phật là giảng giải cái con đường, mà con đường giới định tuệ, con đường của chư Phật quá khứ đã đi qua, hoặc là ở hiện tại chư Phật các vị thánh giả các ngài cũng sẽ đi, đã đang đi qua, và cái các cái bậc mà thánh giả ở trong tương lai thì cũng sẽ đi cái con đường này để hướng đến cái sự giác ngộ hoàn toàn được. Cho nên con nghĩ rằng giáo pháp Đức Phật được giảng dạy như là mang đến cái sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, có nghĩa là thành tựu về giới, thành tựu về định và thành tựu về tuệ. Đối với bậc thánh Tu Đà Quần thì thành tựu về giới, bậc thánh Tam Quả thì thành tựu về định, và bậc thánh Tứ Quả thì thành tựu về tuệ. Lần lượt như vậy, giới định tuệ đã viên mãn thì gọi là con đường vô lậu giải thoát. Con xin có cái ý kiến, suy nghĩ chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Sa thủ ký trần là từ tổ hợp trình. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số. Đại Đức Nguyên Thông thường thường á, người ta chi tăng hay có cái khuynh hướng là khi mà nói về Phật pháp cho người cư sĩ, được hướng dẫn người cư sĩ tu tập bố thí trì giới tam tham thiền, còn cái pháp giới định tuệ đó, như chúng ta nói ở đây là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp vân vân, thì thường dành cho các vị xuất gia. Thì theo ý của Đại Đức Nguyên Thông á, những cái pháp như là về bát chánh đạo hay là tam học giới định tuệ có nên giảng khuyến khích người cư sĩ, người tại gia thực hành không? Kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Phật.
Nam mô Bổn Tha Giá. Đại Đức Nguyên Thông ơi, Đại Đức Nguyên Thông rớt mất rồi. Trong room không còn nghe tiếng của Đại Đức Nguyên Thông nữa. Xin kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông cầm mic trở lại. Dạ, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Không biết là chú vị có nghe hay không ạ? Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ, kính thưa sư phụ, là câu hỏi số 5 là người cư sĩ có nên được khuyến khích thực hành giới định tuệ hay không? Kính thưa sư phụ, là con nghĩ là nên, là tại vì trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, không phải chỉ có những người tỳ kheo ni mà chứng quả, mà tất cả những người nào mà nghe lời tin Tam Bảo và nghe lời dạy của Đức Phật thì đều được chứng quả. Bằng cớ là có một bà là mẹ của vị thôn trưởng của cái Thủy Lưu thôn đó, thấy chư vị tỳ kheo đi lang thang đi tìm một chỗ trú ngụ, thì bà đã mời ở lại để bà được cúng dường và bà được xin giới tam quy ngũ giới. Thì có một ngày đó thì chư vị đi là hành cái hạnh sa môn, dẫn cái khu cái chỗ bà hỏi tại sao vậy, thì mấy người đó là tôi đi hành cái hạnh sa môn. Thì bà mới hỏi rằng cái hạnh sa môn này Đức Phật giảng dạy cho tỳ kheo ni chứ người thường làm được không? Thì chư vị Phật tử, chư vị tỳ kheo nói rằng bất kỳ người nào mà tin nơi Tam Bảo và thực hành lời dạy của Đức Phật thì đều chứng quả được. Thì bà nói vậy thì tôi cho tôi xin hành cái hạnh sa môn. Thì cái mấy bà cái 60 vị tỳ kheo đó mới là giảng dạy cho bà ta hành cái hạnh sa môn. Nhưng mà không ngờ trong vòng 2 tuần lễ sau thì bà ta chứng tam quả. Thì bà ta chứng tam quả kể cả tha tâm thông. Nhưng bà ta mới quán sát 60 vị này có vị nào chứng chưa, thì chưa có ai chứng cả. Thì điều này cho thấy rằng những người mà có những cái ba la mật tích tụ từ quá khứ mà không ai biết, mà họ cũng không biết, cho nên khi mà họ gặp lại được trường hợp đó thì họ đã chứng quả. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 5 này, kính thưa sư phụ, người cư sĩ có nên được khuyến khích thực hành giới định tuệ hay không, là có nghĩa là phải có, là tại vì không có giới thì làm sao mà chứng quả được. Cho nên là người cư sĩ mà nếu những người đó là hiền, người đó có lòng tin nơi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và nghe lời giảng dạy cũng như những vị Phật tử có mặt trong room này thường xuyên, là những vị này có khả năng chứng quả. Đức Phật giảng dạy rằng bất kỳ nơi nào có còn đầy đủ thánh đạo là nơi đó còn tứ quả sa môn. Thì những người như là Lăng Già Nguyệt Tịnh Như vân vân trong này, mà nếu mà được vị nào giảng dạy cho cái quả hành cái đạo quả sa môn là Samatha và Vipassana và giữ ngũ giới, thì những người đó tin tưởng rằng sẽ có căn bản là chứng quả. Dạ, kính thưa sư phụ, đó là cái sự suy nghĩ của con về cái câu thảo luận số 5 xin được trình bày như vậy. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lại Mai và để giảng dạy những điều mà con nói chưa đủ, và chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lại Mai. Sao thủ kính trường Đại Đức Nguyên Thông, thưa vì hôm nay chúng tôi đang ở Âu Châu có khóa học Phật Pháp mùa thu, và đây là một ngày rất là đẹp trời bên này. Nhưng mà đối với chúng tôi lại là một cái kỷ niệm rất là quan trọng. Ngày hôm nay là ngày đánh dấu room Phật Pháp Buddha Dhamma với sự hướng dẫn của chư vị giảng sư và sự phát tâm của quý Phật tử. Chúng ta đã hoàn tất cái giáo trình trường bộ kinh. Thưa quý vị, trường bộ kinh là một bộ kinh lớn, tuy rằng nó là có 34 bài kinh, và kinh thập thượng mà chúng ta vừa học xong đó, ngày hôm nay lại là bài kinh cuối cùng. Tuy 34 bài này nhưng mà chúng ta đã bỏ ra nhiều thời giờ để nghiên cứu, để đọc và để tìm hiểu. Tất nhiên chúng ta không thể nói rằng những gì mà chúng ta
đã trình bày, đã được nghe, đã được thảo luận đó là đầy đủ. Và chúng ta cũng không thể nói rằng những gì mà chúng ta đã đầu tư tâm trí vào việc học và hiểu như vậy đó gọi là có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta đã làm khẳng định một điều rằng ở trong một cái kho tàng mênh mông của Phật học và trong những ý nghĩa nguyên áo của Phật Pháp, nếu chúng ta chịu khóa, nếu chúng ta có lòng thành, thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng rất là quý qua những đoạn đường, mà nhất là có những bài kinh rất là khô khan, có những buổi giảng và những đề tài rất là xa lạ. Và dĩ nhiên có những điều mà vị này giảng, vị kia giảng mà quý Phật tử nghe nó không có hợp với chính mình. Nhưng mà điều đó không sao. Quan trọng là tất cả chúng ta đều trân trọng lời của Đức Phật dạy. Chúng ta đã ngồi xuống và một cách rất là kiên nhẫn hàng ngày với bao nhiêu cố gắng để dành thời giờ cho việc lắng nghe, học hỏi, thảo luận. Chúng tôi tin rằng điều đó có cái lợi lạc không riêng đối với chư vị giảng sư, mà đối với Phật tử mình, ngay cả đối với chư vị giảng sư. Và dù là thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn khẳng định một điều rằng giáo pháp mà Đức Phật để lại cho chúng ta chỉ thật sự có giá trị, có lợi lạc khi nào chúng chịu mở lòng ra để lắng nghe và chịu khó để tìm hiểu, học hỏi với thành tâm ghi nhớ, ghi nhớ rồi chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày. Vì vậy chúng tôi xin nghĩ rằng đây là một cái giờ phút rất là quan trọng để chúng ta nghĩ đến tất cả những cái công đức mà chúng ta đã làm ở trong suốt cái quá trình học hỏi trường bộ kinh. Đối với chúng tôi, thưa quý vị, đó là một cái phước rất là lớn, tạo ra phước trí, và cũng là một cái cách hết sức là cao quý để chúng ta nói lên sự biết ơn đối với Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta. Thì nhân việc mà chúng ta hoàn tất giáo trình trường bộ kinh và ở trong phòng học ngày hôm nay thì chư vị giảng sư không có nhiều, không biết có thể thỉnh thượng tọa pháp thân, xin thỉnh thượng tọa khoan hỷ, nếu thượng tọa nghe được thượng tọa trở lại cầm mic để thay lời cho chư vị giảng sư và quý Phật tử trung rung, chúng ta nói lên một vài cảm tưởng và nói lên cái sự hồi hướng phước lành của chúng ta đối với việc hoàn tất này, và cũng mong rằng những gì mà chúng ta làm được, những gì chúng ta đã thành tựu sẽ là một cái khích lệ, một cái trợ duyên lớn cho cái việc đi tới để học thêm những bộ kinh khác, và gần nhất tức là ngày mai chúng ta bắt đầu qua trung bộ kinh. Thì bà Thị Tòa Hóc Tân, Thị Tòa có thể cầm mic để nói lên vài cảm tưởng nhân việc kết thúc giáo trình trường bộ kinh và thay mặt cho toàn thể đại chúng để hồi hướng công đức. Kính thỉnh Thị Tòa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, vì hiện bây giờ thì không có thượng tọa Tệ Siêu cũng như là chư tăng nhiều, theo lời cầu của thượng tọa Giác Đẳng thì con xin có cái vài cái ý niệm về cảm tưởng của mình về cái lớp học cũng như giáo trình vừa qua. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, thì trong thời gian qua thì chúng ta đã học cho đến hôm nay là cuối cùng của giáo trình của kinh Trường Bộ. Kinh Trường Bộ, bài giảng hôm nay là bài giảng cuối cùng của kinh Trường Bộ trong bài kinh thập thượng. Thì trước nhất đó là phải nói rằng có sự đóng góp của chư tôn đức, đặc biệt các vị lớn. Thì thường thượng tọa Tề Siêu cũng như là thượng tọa Giác Đẳng đánh giá rất nhiều về cái sinh hoạt ở trong rung này. Ngày nào cũng hầu như là dường như là phần lớn là thời gian hai vị đều có mặt ở trong rung để mà giảng dạy cũng như là dẫn nhập hoặc là giới thiệu cho cái bài học hôm nay, cũng như là thượng tọa Giác Đẳng soạn cho một cái đề cương của một cái bài giảng được biết như vậy. Trong đó có sự đóng góp của các vị chư tăng giảng sư
Thượng tọa Phật Đăng, Thượng tọa Từ Quyền, Đại Đức Phật Tính cũng như là Đại Đức Nguyên Thông nữa, thì các vị cũng đã vào đây để sinh hoạt Phật pháp. Bên cạnh đó thì có được cái sự giúp đỡ, hộ giúp cho cái việc mà sinh hoạt Phật pháp của các vị MC Phật tử cũng như là các vị đã bớt bài lên rừng, trách nhiệm ở trên rừng để mà chư tăng giảng, biết bài để giảng, cũng như là các vị Phật tử cũng biết được cái phần chánh kinh đó, chánh văn đó. Cho nên là, và trong một cái thời gian qua, mặc dù là chúng ta cũng biết là bài kinh thì cũng hết cái bộ kinh này thì chư tăng sẽ giảng bộ kinh khác, thì thường xuyên làm như vậy. Nhưng mà chúng ta đã đi qua hết 34 bài kinh của kinh Trường Bộ, thì đó là một trong những cái đóng góp lớn của chư tăng cũng như là chư Phật tử chúng ta hộ trì, giúp cho cái lớp học của chúng ta được duy trì phát triển, đặc biệt là chư Phật tử cũng như là chúng ta nhằm ôn lại cái lời dạy của Đức Phật. Dạ. Thật sự như là các vị thượng tọa Tự Siêu cũng như là thượng tọa Giác Đản đã nói đó, nhiều khi trong cái cuộc sống của các sư thì có cái thời gian để cầm một cái cuốn kinh, coi hết bài kinh này sang cái bài kinh khác. Nhưng mà nhờ giảng rồi vào nghe, bài nào bữa nào mình giảng thì mình coi cái bài kinh đó, hoặc là mình vô mình nghe thì mình có thể nhớ được, nhớ được. Và chư Phật tử chúng ta cũng vậy, nhớ được những cái gì về Phật pháp, nhớ lại được cái lời dạy thâm sâu của Đức Phật, mà chúng ta trở thành củng cố cái tri kiến của chúng ta, cũng như là chúng ta cố gắng để tu tập trao dồi cho chúng ta. Nguyện cầu cái phước này cũng là một trong những cái thành tựu lớn. Thì cũng mong rằng với cái phước mà trong thời gian qua chư Tôn Đức đã góp phần cho cái linh được sinh hoạt, đặc biệt là thuyết giảng, cũng như là cái sự đóng góp của chư Phật tử của chúng ta từ cái việc bước bài MC để mà giúp chúng ta sinh hoạt như vậy, thì mong cái phước báo nào mà chúng ta tu tập được xin cho được đời sống được an lành, cũng như là chúng ta luôn luôn có cái duyên lành để được thấm nhuần ở trong lời dạy của Đức Phật và thực hành được cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta tìm được một cái nguồn an lạc lâu dài. Cũng mong rằng ngày mai đây thì chúng ta sẽ bước qua một cái giáo trình mới, đó là giảng kinh Trung Bộ. Thì có lẽ là thượng tọa Thầy Siêu giảng thì chúng ta sẽ học được thêm nhiều cái mới nữa. Cũng mong rằng các vị chúng ta, Phật tử của chúng ta cố gắng duy trì để ủng hộ cho cái râm cũng như là chư tăng sẽ được sinh hoạt một cách điều đặn, để chúng ta tìm được cái nguồn an lạc lâu dài. Thì thay mặt chư tăng cũng xin cảm ơn, tri ân chúng con, tri ân chư Tôn Đức đã giảng dạy, cũng như là chúng tôi xin chúc phúc cũng như là thành tựu phúc của nguyện cầu đến cho tất cả vị Phật tử ở trong râm của chúng ta, từ việc các vị hộ trì bớt bài rồi làm MC, cũng như là các vị Phật tử vào để có mặt ở trong cái râm này để nghe chư tăng giảng thuần về Phật pháp để chúng ta tìm được sự an lạc. Xin cho quý vị thành tựu như ý nguyện ở trong đời sống tu tập của mình. Nam mô Bụt Thầy Già. Con kính thỉnh thượng tọa Giác Đản trở lại. Sa thủ kính trường thượng tọa Pháp và Tân và Bạch Chi Tổng Đức và thương quý đại hữu, lời phát biểu của thượng tọa Pháp Tân cũng như lời hồi hướng đó cũng nhắc chúng ta một điều rất là quan trọng, đó là dù là chúng ta có thâm nhập
ít hoặc nhiều, trọn vẹn hay không trọn vẹn, hoặc là sâu xa như thế nào, thì thưa quý vị, với cái tâm thành để lắng nghe, để tìm hiểu thì cũng là một cái duyên lành. Và với cái duyên lành này sinh cho chúng ta đời này, đời sau, cho khi nào giác ngộ giải thoát thì luôn luôn có chánh kiến, xa bạn ác, gần bạn lành. Và nhất là khi gặp các đấng Thế Tôn ra đời, nghe được Phật Pháp Diệu Mầu, xin chúng ta phát tâm cung kính, biết nghiêng mình trước lẽ phải, biết trân trọng giá trị cao quý của Tam Bảo, và cuối cùng tự những cái thánh trí mà cao cả mà chư Phật và các vị thánh đã thành tựu. Xin được kính thưa chư tôn đức và quý đạo hữu đã vào tham dự chương trình ngày hôm nay. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và hẹn gặp lại ngày mai với giáo trình mới là giáo trình Trung Bộ Kinh. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã nói những lời cuối cùng. Đúng ra thì quý ngài đã nói hết rồi. Hôm nay thì MC chắc khỏi phải hồi hướng phải không quý vị? Sa thú lành thai. Con Khe Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp cùng chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yang kim chi phu sa la ca mang ca pa pa ge ya ma mang ca ye na va ca ma na sa di da se su ca tang ca tang ye sa ye ta ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ca tang bu ya pa mang ma ya sa pi pa ki pa wan du te ye tang ca tang su ri tang ye tang bu ya pa mang ma ya ye ya sa con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh đổi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hương thượng hiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường gió nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng gắn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành luôn hòa vị nhân Sumangalang rakhan
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bố Tha Thâm Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thà. Yeah.